Rồi, mến chào các bạn. Thì nói chung là có rất nhiều bạn là yêu cầu mình là quay cái bãi lông để cập nhật hàng mới thôi. Mà mình không hiểu sao dạo này tất cả các cái bãi đều cái hàng cập nhật nó rất là ít về ha các bạn ha. Mình không hiểu luôn, rất là ít về. Mà nghe nói là nghe hỏi thì nói hàng có công đó, mà nhưng mà khui chưa có khui, đang để đó chứ chưa khui. Thì anh Long thì chỉ mình thấy mới vừa về được có một con đó, con máy xúc lúa đó thôi, máy xúc lúa Kuta ARN320 thôi. Còn đây như con này thì mình nghĩ chắc xe dân dùng này, phải không? Không biết xe dân dùng hay xe gì mà nhìn thấy nó con này con mẹt xây mấy đơn mới. À không, xe bãi các bạn, xe bãi mà nó cũ quá ha, không biết cái số luôn á. Chạy với mấy con này làm nổ lên chạy đã lắm nha các bạn nha. Có cái gáo đèn đồ của nó nè, xe bãi các bạn. Đúng rồi, đầy đủ hết kìa, kiếm cũng đồ đầy đủ hết. Mà bên nó xài thằng Nhật này nó cũng không có rửa ha, nó để xe dơ quá. Rồi đây là có con xe rùa nè, đó. Rồi con xúc lúa mới về đây, đó. Lúa mới về nè. Đó, rất là đẹp ha, đời cao, đời mới. Đây các bạn thấy không? Đó, đời cao đời mới luôn ha. Thì đây cũng có một con xúc lúa nè, Mitsubishi M11 nè, MC11 nè. Máy cày Kubota L2001. Rồi xe rùa. Rồi cái gì đây? Xe gì đây? Rồi cái máy gì đây, không biết. Rồi máy đào. Đó, máy đào các bạn. Mấy đào. Mấy đào rồi à. Để mình đi vòng vòng cho xem. Quay sơ qua thôi nha, chứ không có kỹ đâu nha. Tại vì hàng nó hàng mới nó không có về nhiều. Như con này con D1110 nè. Tiếp tục đi. Xe cắt cỏ ngồi lái nè. Rồi xe máy cày gì đây, Zanma gì đây, kệ nó đi. Nó sao tem túng rồi nó không có, thì cắt cỏ ngồi lái nè. Rồi máy cày đó, đó bãi anh Long á, yêu cầu bãi anh Long thì mình quay bãi anh Long. D1008 nè. Đó. Con này con gì đây không biết. Rồi. TS1007 nè. Rồi Zanma RE3 nè. Mô tô 3 bánh của Nhật bãi nè. Rồi gì D1101FD nè, L1802 2006 nè. Lâu lâu cũng có con đẹp các bạn, thí dụ như con này nè, nó rất là đẹp nha. Đó, nó rất là đẹp, nó còn rất là mới luôn chứ không phải ấy đâu, mới lắm. Đây con này chạy mới 950 giờ. Đó, nó có những con nó rất là đẹp. Rồi C140 nè. Chung nhiều lắm, xe rùa, máy cày nè, đó, rất là nhiều ha. F1007 nè. Rất là nhiều lắm các bạn, nhiều lắm lắm luôn. Mà mình quay đại để mình ra coi ngoài kia nó làm gì gõ rầm rầm. Xe cộ mình để ngoài đó thấy lo lo. IM1003 nhiều lắm. L2006, ZL1802 nè, 2800 nè. Bây giờ các bạn trả giá nào em cũng bán hết, giờ rất là rẻ, rất là thời kỳ, đang thời kỳ ế hết rồi các bạn ơi. Mình hiểu sao ế toàn quốc luôn. Đây. Hinomoto L1008 nè ha. Đó. Sơ qua thôi cho các bạn xem thôi. Rồi. Ủa, có con cabin máy lạnh. Ôi da, xe rùa. Rồi, MC12. Đây, cabin máy lạnh nè. Xúc lúa nè. L2008 nè.
nay mình sẽ không quay kỹ đâu ha, quay sơ thôi. Rồi 04 nè, 195 nè, đó. Máy xúc lúa mới về. Con dân ma 235D đẹp quá. Thôi, máy xúc lúa mới về đi. Né thằng nãy. Máy xúc lúa nè. Xe điện nè. Đây, máy đào. Xe nâng. Xe nâng 1,5 tấn, máy xăng, máy cày. Xe nâng này FD là máy dầu. Máy dầu 281. Rồi xe gun 2 chiếc. Tiếp tục các bạn nha, mình làm nhanh chút xíu đi. Đây, xúc lúa nè, chắc có chục bâm nè. Dạ đây anh, đây cho anh coi trực tiếp luôn. Đây, B6000. Xe đây, máy đào Guta, máy cày Guta B1200 này nó giống như là con B5000 các bạn, mà áo đồ nó đẹp hơn thôi. Rồi con ốc chai nè, máy nổ nè. Ôi, mày cày quá trời ta. Cày khá nhiều ạ. Chà, xếp gọn đây ha. Máy đào nè. Xe rùa. Đào mương xúc lúa. Đủ hết nha. Máy cày đặt như cháo. Ghê quá, vô đây sợ rắn quá. Không quay nè, nhiều lắm các bạn. Bạn nào muốn mua thì cứ xuống đây, hoặc là cứ điện thoại cho ổng đi, mà tha hồ hả các bạn ha, mà lựa chọn ha.